Xin chào tất cả các bạn. Mình đã để quả trứng vào coca ngâm trong vòng 24 giờ rồi. Và hôm nay mình quyết định và mình sẽ làm xem là nó có thành công không nhé. Các bạn cùng làm theo mình nhé. Đầu tiên, các bạn cần có một cái kem đánh răng, một bàn chải đánh răng, một cái bát và cái sản phẩm hôm qua các bạn làm nhé. Và mình sẽ thực hành luôn nhé. Để đây ra luôn. Để lấy quả trứng ra nhé. À, mình, các bạn sẽ lấy quả trứng ra một cái... Ôi ôi. Quả ai dạ. Và tiếp theo các bạn sẽ, tất nhiên, các bạn sẽ cho cái bánh răng vào cái bàn chải bánh răng. Xem nó có được. Ok. Và sau đó các bạn sẽ cạo cái quả trứng này. Rồi, lần đầu tiên là được máy luôn á. Xem nó có thành công không nha. Và chúng ta sẽ đợi một ngày trôi qua. Mình nó sẽ đổi màu lắm rồi đó nha. Ok, khi mà các bạn làm xong, các bạn chuẩn bị một bát nước giúp mình nhé. Các bạn nhìn thật kỹ nhé. Đầu tiên các bạn rửa quả trứng vào bát nước như thế này. Xem nó có phản ứng gì không nhé. Và tiếp theo, và các bạn sẽ lau quả trứng đi nhé. Và các bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt là ở chỗ này mình đã đánh cái bà chả đánh răng vào rồi. Và các bạn nhìn thấy sự đặc biệt là cái phần này nó trắng hơn và cái phần bên ngoài thì nó đen hơn này. Các bạn có biết tại sao lại như thế không? Tại vì các bạn ngâm trứng vào Coca-Cola, vỏ bên ngoài, vỏ quả trứng thì nó sẽ ảnh hưởng. Và khi mà các bạn cạo đánh răng lên thì các bạn sẽ ngâm vào nước thì nó sẽ trắng một phần ở bên này đi. Khi mà các bạn uống Coca-Cola nhiều quá thì các bạn sẽ bị răng mụn giống mình này. Các bạn đừng uống nhiều nhé. Chào tạm biệt các bạn trong những thí nghiệm sau nhé.